Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu hoa phong lan. Em là Nhung, bán phong lan rừng tại Hải Dương. Hôm nay là phiên ngày mùng 10 tháng 8 năm 2019. Chúc các bác một buổi trưa vui vẻ, một ngày làm việc thật hiệu quả và gặt hái được thật nhiều thành công. Và em là Nhung, số điện thoại liên hệ đặt hàng của cơ sở em là 0393998895 và số điện thoại thứ hai là 0966121377. Địa chỉ nhà em là ở số nhà 143, đường Ít Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc ạ. Và ngay gần cái kho lương thực Gia Lộc hoặc là ngã ba Gia Lộc. Thì các bác tìm đến hai địa chỉ hôm như vậy thì khá là dễ dàng. Và như đã hứa thì hôm nay thì nhà em về thêm một cái lô là hoàng nhạn và về thêm một lô là phụ nữ cá mập hoàng nhạn tháng 8 nhé các bác nhé. Vì hàng hôm nay nhà em về hơi trễ một chút nên em cũng lên video hơi muộn đấy ạ. Hoàng nhạn hôm nay thì về số lượng rất là lớn để đáp ứng nhu cầu các bác. Và em sẽ quay những mặt hàng còn lại mà gia đình nhà em có. Và mặt hàng hoàng nhạn thì có lẽ em sẽ quay cuối cùng. Em vẫn đang tiếp tục đóng hàng cho mọi người ạ. Đầu tiên thì giới thiệu với mọi người những mặt hàng hàng thuần nhà em có. Mặt hàng phân thuốc thì em sẽ thôi không giới thiệu, bởi vì phiên nào nhà em cũng giới thiệu rồi. Và các bác có nhu cầu thì các bác cứ gọi điện trực tiếp. Và các bác hỏi thì gia đình nhà em vẫn sẽ trả lời những cái cung cấp cho các bác những sản phẩm phân thuốc phù hợp nhất các bác nhé. Và trước tiên đây là năm cành trắng họng hồng này. Năm cành trắng họng hồng hàng Kỳ đấy, em bán là 150.000 đồng một bầu nhé, 150.000 đồng một bầu. Hàng này hoa tết rất là đẹp, nhưng đây là hàng cây giống đấy ạ, hàng cây giống. Tiếp theo nữa đây là trầm biên vàng. Trầm biên vàng thì nhà em chỉ còn số lượng ít thôi, còn 3 chậu này, còn 3 chậu, còn 3 chậu, 250 một chậu. Và có 2 chậu 2 thân. Đây, có 1 chậu 2 thân này. Và có 1 chậu 2 thân này. Đấy ạ. Và còn duy nhất 2 chậu 2 thân này thì em bán là 300.000 đồng một chậu nhé các bác nhá. Chậu 2 thân thì em bán là 300, còn chậu 1 thân em bán 250.000 này. Vũ nữ thì số lượng nhà em còn ít thôi ạ. Đây là vũ nữ vàng kim cương, một màu vàng rất là đẹp. 100.000 đồng 3 bầu, 35.000 đồng một bầu lẻ. Đây vũ nữ sô-cô-la này. Sô-cô-la còn 8 bầu thôi. Cũng giá như vậy nha các bác nhé. Phi điệp thì hôm nay nhà em có dòng phi điệp hàng Nga, một màu trắng ám xanh rất là đẹp. Chiều dài thân trung bình khi phát triển trưởng thành ấy thì có thể rơi đến 1m, hơn 1m cơ ạ. Em bán là 270.000 đồng một bầu. Hàng này khá là đẹp và bán chạy này. Một màu hoa trắng tinh nữa mà không trắng trắng tinh, không có ám gì ạ. Thì đó chính là Đại Bạch Long, Hoàng đế Đại Bạch Long, 270.000 đồng một bầu. 270.000 đồng một bầu Hoàng đế Đại Bạch Long nhé. Tiếp theo đây là giải hạt đắc lây, hàng gieo hạt. Vì số lượng bây giờ còn ít thì em sẽ bán là 50.000 đồng một bầu. 50.000 đồng một bầu giải hạt đắc lây nhé. Kiếm giá hạt Philippines thì em vẫn bán là 100.000 đồng 3 bầu đây. 100.000 đồng 3 bầu, hàng cây giống, cây khá là nhỏ để cho các bác về các bác sưu tầm cái vùng dòng giá hạt vùng miền này. Tiếp theo nữa đó chính là đai châu hương vàng sắc nhiệt. Một mặt đai châu khá là mới lạ và thứ hai là nó là thuộc cái dòng lai giữa đai châu với dòng hoàng nhạn nên nó hội tụ hai cái vẻ đẹp là cả hương thơm cũng như là cái vẻ đẹp về màu sắc. Loại này em bán là 250.000. Cái này thì em không chắc chắn là còn hàng để em giới thiệu qua thôi. Các bác có thể đặt hàng thì em cũng sẽ nhận đơn mọi người, bởi vì hôm qua em nhận đơn khá là nhiều và bây giờ thì vẫn chưa đóng hàng kịp cho mọi người ạ. Mặt hàng mà về số lượng rất là nhiều đó chính là cửu bảo tiên lavanda. Hàng này thì lâu lần nào nhà em về cũng cháy hàng. Hàng lá xếp rất là đẹp nha các bác nhé. Cửu bảo tiên lavanda là một dòng lai giữa cái tổng cửu bảo tiên với đặc trưng rất là hoa thơm. Thứ hai là vanda thì là một loại hoa mà ra hoa quanh năm nhé các bác nhé. Lô này thì nói chung là cũng có tỷ lệ nụ tương đối, em thấy là cũng tương đối là có nụ đấy. Hoa này thì ra hoa quanh năm thì các bác có thể được hưởng hoa thì quanh năm đấy. Loại này em bán là 230.000 đồng một bầu đấy, hàng vẫn đầy đủ rất là nhiều để cho các bác sưu tầm. Hàng đẹp nha các bác nhé, cây to. 450.000 nếu các bác đặt một cặp. Một cặp em để là 450.000 nhé. Và mặt hàng đây là trầm 990 ạ. Trầm 990, một loại trầm rất là hot đấy, hàng rất là đẹp, loại này khá là đắt tiền này. Em bán là 200.000 đồng một bầu đấy. Hôm nay thì gia đình em nhập cái lô này, hàng nó đẹp, với cả giá thành nó cũng khá là hợp lý. Trầm rồng đỏ ạ, trầm rồng đỏ ra hoa thời điểm Tết, 180.000 đồng một bầu. Hàng này hôm qua nhà em vừa mới về nha các bác nhá. Hàng đẹp luôn. Đấy, chiều dài thân trung bình thì nó sẽ dao động từ khoảng 25 đến 30 cm. Nói chung là cứ dao động tầm 25 đến 30 cm, trung bình là như thế. 180.000 đồng một thân. Cái này Tết thì người ta tính theo đầu ngọn là không dưới 300.000 đồng một thân ạ. Và giới thiệu với mọi người mặt hàng rất là mới.
vừa mới về, đó chính là vũ nữ. Đây gọi là vũ nữ cá mập ạ. Đấy, các bác không biết, các bác chơi lâu năm thì các bác cũng biết đến dòng này rồi. Và thời điểm này thì vũ nữ cá mập là đang thời điểm có hoa. Đang thời điểm có hoa. Em sẽ cho mọi người xem cái mặt bông của hoa vũ nữ cá mập ạ. Đây cái mặt bông của nó này. Hoa khá là bền, lâu tàn như các bác nhé. Và thứ hai lại cái này có vị hương, hương rất là thơm nhẹ. Có thơm, thơm nhẹ nha các bác nhé. Hàng hoa rất là đẹp này. Cái này thì các bác về các bác cho trồng để một chậu ở trước nhà hoặc là để trên bàn, uống nước cũng rất là đẹp. Nói qua về cái dòng vũ nữ này, vì vừa rồi đợt trước thì em cũng có bán một cái dòng vũ nữ mới, đó chính là vũ nữ Monotia. Đấy. Thì những dòng vũ nữ này thì các bác hạn chế tưới nước để nói qua như vậy, tại vì nhiều bác trồng nên rất là đẹp, nhiều bác thì cũng có nói cái về cái dòng vũ nữ Monotia thì em có nói qua là các bác về hạn chế tưới nước về những dòng vũ nữ này nhé. Vũ nữ thì vốn dĩ là một cái dòng khá là dễ trồng dễ thuần rồi, nhưng mà nhiều khi mình tưới nước nhiều quá nó dẫn đến tình trạng là cây nó bị úng và nó sẽ không nhiều khi không phải tốt cho cây mà nó sẽ phản lại cây. Và đấy, một chậu của nó quá là nhiều tép. Em nói thật đây là cái những cái chậu rất là bự luôn. Đấy, cả một chậu. Đấy, quay cho các bác xem là cái độ to của cây như thế nào nhé. Một chậu rất là bự và 2 đến 3 ngầm hoa. Đây em mới nhìn qua, nói chung là cũng phải 2 đến 3 ngầm hoa này. Một chậu bự như vậy này. Em bán là 200.000 đồng một chậu nhé. Hàng đẹp luôn đấy ạ. Lô hôm nay về có 40 chậu thôi. Để đáp ứng nhu cầu của các bác. Loại này khá là mới. Đấy, đang để nhánh này. Loại này khá là dễ trồng, dễ chăm. Đây là vũ nữ cá mập nha các bác nhé. Đấy. Hoa rất là bền. Đấy. Cái này thì để khá lâu rồi mà nó chưa tàn. Hoa bền lắm. Giống như cái vũ nữ Monotia, mặt bông to và hoa lâu tàn. Em bán đồng giá là 200.000 đồng một chậu nhé. Hàng đẹp, hàng vừa mới về. Hoa rất là sai hoa và thơm. Đây là vũ nữ cá mập. Mặt hàng tiếp theo nữa đó chính là đây là giá hàng Ono 15. Nay em bán là 100.000 đồng một bầu đi. Còn 3 bầu duy nhất này. Giá hàng Ono 15 siêu trầm netter 150.000 đồng một bầu. 150 một bầu siêu trầm netter nhé. Trúc Phật 3. Trúc Phật 3 hôm nay em bán là 280.000 đồng một bầu ạ. Đấy. Bán thanh lý luôn cái chỗ lô Trúc Phật Bà này nhé các bác nhá. Để dọn chỗ luôn để nhập lô hàng mới ạ. Đây em còn hai cây đai châu hồng cánh sen. Hai cây này thì đây ạ, nói qua về từng cây. Cái này thì nói chung là trước em bán là 630, tuy nhiên thì cây nó bị cái lá gốc của nó bị vàng lá này, thì cây này em bán thanh lý là 500.000 này. Còn cây thứ hai, cây này thì lá gốc thì vẫn rất là đẹp này. Cây này em để là 550. Đấy, hai cây này. Hình số 15 là 500.000, hình số 16 550.000. Đây em bán xả thanh lý nhá, tại vì nói thật là đây là còn hai cây cuối cùng, hai cây cuối cùng. Nói chung là nó cũng bình thường, nó cũng không được quá đẹp như ban đầu. Tiếp theo thì đây là giá hàng Hawaii. Giá hàng Hawaii em còn duy nhất hai giò. Đây ạ, giò C3. Giò này 8 đầu ngọn. Cái này thì em phải chỉnh sửa lại vì hôm qua đếm nhầm. Cái này 8 đầu ngọn này. 8 đầu ngọn. Em để là 1.1 triệu này. Hôm nay bán giảm giá này. Còn giò C5 6 đầu ngọn. Em để là 850.000. Đấy, còn hai giò bán giảm giá luôn. 850.000 giò C5 và giò C3 là 1.1 triệu 8 đầu ngọn nha các bác nhé. Vanda thì chắc là em sẽ không nhận đơn nữa. Để em cân đối xem là hàng còn không. Nếu mà còn thì em sẽ gửi cho các bác. Thì em sẽ nhận đơn. Còn nếu mà hết rồi thì hẹn các bác là lô sau. Còn đây là giò A6 năm cánh trắng họng hồng này. Còn một giò này duy nhất. Giò này thì có hai thân rất là mập đẹp. Thì bắt đầu bán 650. Tuy nhiên thì lúc mà em nhìn kỹ lại thì cái cây này nó có một cái đầu ngọn dài nhất này. Thì nó bị thối cái đầu ngọn rồi. Cái này về các bác chỉ có cắt đi và các bác bôi keo liền sẹo thôi. Và các bác cái này thì các bác vẫn chơi hoa như bình thường nha các bác nhé. Và giò này em để là 550. Đây gọi là bán thanh lý, bán gọi là bán lỗ luôn cái lỗ giò này. Nhiều khi thì vận chuyển về mình không thể tránh được. Và còn một số mặt hàng kg thì em sẽ trong đây vẫn còn một số mặt hàng vũ nữ nữa. Một số mặt hàng ạ. Đây ạ, một mặt hàng đai châu đang rất là hot thịnh hành trên thị trường, đó chính là đai châu blue, một dòng đai châu mới và màu hoa xanh tím, xanh dương tím rất là đẹp. Hoa nở Tết nhé các bác nhé, hoa thơm nở Tết. Em bán là 250 một chậu. Riêng đối với đai châu blue này thì em có thể em bớt giá cho mọi người nếu các bác đặt hai chậu là 230.000. Và tiếp theo bên trong đây đó chính là hoàng tử đỏ. Hoàng tử đỏ chắc hôm nay thì cũng sẽ hết hàng thôi bởi vì các bác đặt khá là nhiều. Loại này thì là một loại cây phong thủy này,
Hàng này là hàng cây phong thủy, họ ra hoa thời điểm Tết, hoa màu đỏ rất là sai hoa. Và một cái đặc điểm là nó, ý nghĩa của nó rất là quan trọng, đó chính là nó thu hút cái tài lộc, những cái sự may mắn về cho cái gia đình của mình những ngày đầu năm. Đấy. Loại này các bác đặt hàng khá là nhiều bởi vì giá khách hàng của nó khá là hợp lý. Em bán là 200.000 đồng một cây, đặt một cặp là em để 180.000, số lượng còn ít ạ. Chắc chỉ đủ trả đơn cho các bác. Các bác đặt thêm thì em vẫn có thể em nhận đơn cho mọi người. Và tiếp theo đây đó chính là đai châu hồng chấm chớp. Đấy, một mặt hàng đai châu khá là mới, hồng chấm chớp nhé. Cây lá xếp rất là đẹp này, cây lá xếp rất là đẹp. Loại này là mới mẻ, nhà em vừa mới nhập về này. 250.000 đồng một chậu, hàng đẹp luôn các bác ạ. 250 một chậu nhé. Hai loại này thì hồng chấm chớp và hương vàng sắc ngọc thì có lẽ là em cũng đang nhận đơn và đang đóng hàng cho các bác. Nhưng mà nếu mà các bác đặt thêm thì có lẽ là phải để hẹn vài hôm nữa, đến tuần sau. Tuần sau thì gia đình nhà em mới có hàng. Và tiếp theo đây thì em còn một số mặt hàng bán thanh lý. Bán thanh lý em sẽ quay qua. Đầu tiên là cái lô chúc Phật bà bán thanh lý đây. Chúc Phật bà bán thanh lý em bán là 400.000 đồng một cân. Nhảy hàng này thì thân tơ, một số thân tơ nó xuống lá hết rồi. Và thứ hai là về cái bây giờ các bác về các bác cây giống nữa ạ. Bình thường là 500.000, bây giờ bán xả luôn là 400.000 đồng một cân này. Tiếp theo là đai châu. Đai châu em vẫn đang bán thanh lý là 530.000 đồng một cân. Đai châu rừng nhá, đai châu rừng. Hàng này thì em cũng đã lọc qua một vài lần gửi cho các bác rồi, nên bây giờ tình trạng cây thì nó vẫn rất là khỏe khoắn. Chỉ có vấn đề là hàng rừng thì bao giờ nó cũng sẽ có tỷ lệ nó bị xây xước, và thứ hai là do vận chuyển. Một là do vận chuyển, hai là do những con sinh vật, động vật ở rừng nó cắn. Bao em bảo hành bao cái ngọn cho mọi người nhé. Đấy. Thế nên là những cái dòng này em đang bán xả là 530.000 đồng một cân. Cái này thì nhà vườn người ta sưu tầm khá là nhiều dòng này. 530.000 đồng một cân. Và cuối cùng thì em sẽ giới thiệu qua cái mặt hàng hôm nay về số lượng nhiều, đó chính là hoàng nhạn tháng 8. Một mặt hàng mà các bác đang đợi chờ rất là lâu rồi. Đấy. Hoàng nhạn tháng 8 nhé. Hôm nay thì nhà em có những hàng cây rời và những mặt hàng hàng hình. Em sẽ quay hình thì các bác xem được chi tiết các cây hàng của mình. Và những hàng cây rời thì đa số là những hàng cây nhỏ để các bác đặt số lượng lớn thì nó vừa với túi tiền. Còn hàng cây to thì đa phần là những cái hàng cây số tiền nó khá là lớn, nó to tiền hơn, thì em sẽ quay chi tiết hình cho mọi người. Hôm nay thì em có những loại hàng như sau, bởi vì đây ạ, hoàng nhạn tháng 8 thì thời điểm này thì các bác biết rồi, đang là thời điểm vào mùa của cây, nên là cây đã đang có nụ. Tuy nhiên thì hàng rừng có những cây thì cũng đang có nụ, có cây thì nó sẽ ra muộn hơn một chút, hoặc là nó chưa có nụ thì phải để đến năm sau. Đây ạ, ví dụ như cái loại 100.000 này, loại 100.000 cũng có cây nhỏ xíu nó cũng đang nụ, nhưng cũng có cây thì nó cũng là nhỏ nhưng mà nó lại chưa thấy có một cái nụ nào, thì có lẽ là phải hẹn đây. Có lẽ là năm ngoái nó ra nụ rồi thì năm nay là nó không đủ chất dinh dưỡng để nó đẻ nó sinh ra cái nụ nữa. Đấy. Thì hôm nay em có những cái loại như sau. Đây, cái loại cây là loại 100.000 đồng một cây nhé các bác nhá. Loại 100.000 đồng một cây hoàng nhạn tháng 8 này. Còn các bác đặt số lượng nhiều thì chắc chắn là em sẽ nhặt kèm cả những cây có nụ và cây không nụ cho các bác rồi. Bởi vì cái hàng cây nhỏ này tỷ lệ có nụ thì nó cũng không quá cao. Đấy, đây là loại 100.000 đồng một cây nhé các bác nhé. Đấy, số lượng thì hôm nay về cũng chắc được 30-40 cây. Đây, cũng có cây thì nó cây nhỏ nó đã có nụ rồi. Đây là loại 100.000 đồng một cây này. Nhỉnh hơn một chút là cái loại 150.000 đồng một cây. Đấy, đây là loại 150.000 đồng một cây ạ. Nhỉnh hơn một chút. Đây cũng có nụ này. Tuy nhiên thì nói thật với các bác là do là cây rừng khi vận chuyển về thì cũng có cây giữ được nụ, mình được hưởng hoa trọn vẹn. Nhưng cũng có cây thì mình nó hơi bị chột nụ do cái thời tiết mùa này nó hơi nóng. Nhưng mà nhiều bác thì mình chơi nụ năm nay thì tốt, còn nếu không thì mình cũng để mình dưỡng cây để năm sau mình chơi nụ thì chơi cây thì nó đẹp và nó hay là nó khỏe khoắn hơn. Đấy, riêng cái dòng sáng hương thì nó thuộc cái dòng khá là dễ trồng, dễ chăm. Còn tiếp theo đây là cái loại 200.000 đồng một cây ạ, hoàng nhạn tháng 8. Đây là loại 200.000 nhá. Đấy, tất cả đều đang nụ rồi các bác ạ. Đây bảo hành cho các bác, đây là hoàng nhạn tháng 8. Đấy, hàng đẹp luôn. Đây là loại 200.000 đồng một cây. Một loại nữa, đó chính là loại 250.000. Đây, loại 250.000 cây nó nhỉnh hơn nha các bác nhá. Nhỉnh to hơn một chút. 250 một cây ạ. Đấy. Hôm nay em có 4 loại. Mỗi loại nó chỉ số lượng 250, nó chỉ ít thôi. Còn đa số là loại 100 này, 150, 200 và 250. Và tiếp theo cuối cùng thì em sẽ đi qua những hình hoàng nhạn của gia đình nhà em. Hoàng nhạn tháng 8 nhé các bác nhé. Hàng rất là đẹp. Em sẽ đi qua chi tiết từng hình. Và các bác ưng hình nào thì các bác bảo em ạ.
Đầu tiên thì em sẽ đi qua cái hình đầu tiên, một hình cây lá xếp V rất là đẹp. Dạ, cây xếp V này. Vàng nhạn tháng 8 đang vào mùa nụ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 cặp lá. Và thứ hai là thực ra là cây này rất là dài, những cái cặp lá gốc của nó đã bị rụng dần trong theo thời gian rồi. Đấy, nên là phải nói cây này quá là lâu đời rồi các bác nhá. Rễ non đang bật lên này. Cái này em che mất cái tờ giấy rồi. Đây, rễ non đang bật này. Đấy. Hình này, hai vòi nụ, em bán là 1 triệu mốt này. 1 triệu mốt cái cây này. Hai vòi nụ, hàng rất là đẹp. Tiếp theo là hình số 2, một hình cây lá xếp rất là đẹp, bản lá dày. 2 4 2 4 6, đang cặp lá số 7 những các nhá. Đang cặp lá số 7 này. Hàng này cũng đang nụ này. Một vòi nụ, mới chớm một vòi nụ thôi, còn những cái khía này thì chưa có nụ, thì đảm bảo năm sau các bác sẽ được thưởng thức rất là nhiều nụ hoa. Hình 2 em bán là 800.000. Tiếp theo là hình số 3, hình số 3 cũng là một hình 800.000, gồm 2 4 6 7 ta cặp lá số 8. Ta cặp lá số 8 nhé các bác nhé. Đây, cây này cũng đang vòi nụ dài này. 800.000. Đấy, bảo hành cho các bác đây là nhạn tháng 8. Hàng đẹp luôn. Hoa của hoàng nhạn tháng 8 thì khá là thơm, và thứ hai là dòng này thì bây giờ hiện tại ở rừng ngày càng khan hiếm rồi, ngày càng khan hiếm rồi. Đấy, hình này là một hình bản lá rất là đẹp. Đấy, xếp đẹp luôn, bản lá dày. Cây lá xếp. Hình này 530.000, hình số 4 này. Đấy, đang vòi nụ nha các bác nhé. 530.000. 5 cặp lá. Cây lá mít luôn. Đấy, bản lá khá là to mít này. Hình số 5 là một hình 950.000, cũng gồm hai cây lá xếp rất là đẹp. Cây này 2 4 5 cặp lá này, đang nụ. Đây là cây thứ hai, là một cây lá mít này. 2 4 5 đang gặp lá số 6. Đây cũng đang nụ nha các bác nhé. Đây là cây lá mít này. Xếp quá là đẹp. Hình này 950.000 này, hình này rất là đẹp. Tiếp theo là hình số 6 ạ. Hình số 6 là một hình 430.000. 2, 4, 5, đang gặp lá số 6. Cũng là một cây lá xếp này. 430.000, hình số 6 này. Hình số 6, đang nụ này. Hình số 7 là một hình 700.000, gồm 2 cây. 2 cây này là một cây mẹ bị mất ngọn và đẻ ra 2 con. Đây là con thứ nhất này. Con thứ nhất xem có hoa không. Con thứ nhất hình như là chưa có hoa. À, đây, đang nụ hoa đây ạ. Đây là con thứ nhất. Đây là con thứ hai ạ. Cũng đang nụ hoa nha các bác nhé. 700.000 hai cây này. Hình số 7. Tiếp theo là hình số 8 ạ. Hình số 8 gồm đây hình số 8 đây. Hình số 8 là một cây khá là bự. Cái này thì em đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cặp lá. 9 cặp lá và đang đẻ một con, một con. Và thứ hai là vòi hoa của nó này, một vòi hoa, hai vòi hoa. Đây, 1 2 3 vòi hoa nhé các bác nhé. 3 vòi hoa. Đây với cả vòi hoa sau là 3 vòi hoa này. 9 cặp lá, 3 vòi hoa và một cây con đang mọc lên này. Rễ non này, các bác để ý này, cái rễ của nó quá là khỏe, cây này nó quá khỏe này. Những cái rễ tươi của nó rất là khỏe khoắn luôn. Hình này em để là 1.200.000. Tiếp theo là hình số 9 ạ. Hình số 9 là một hình cây lá xếp. 2, 4, 5 cặp lá, đang cặp lá số 6. 500.000 hình số 9. Đang vòi nụ nha các bác nhé. Đang vòi nụ này. Đấy. Đây các bác yên tâm là đây là hoàng nhạn tháng 8. Một mặt hàng đang rất là sốt trên thị trường. Và đây là hàng rừng nha các bác nhé. Hàng rừng chứ không phải là hàng bên Thái. Hàng rừng thì bao giờ hàng nó cũng thơm hơn. Và thứ hai nó cũng khá là dễ trồng hơn. Dòng hoàng nhạn tháng 8 hàng rừng. Hình số 10 là một cây. Đây, thế của nó khá là đẹp này. Các bác về các bác ghép theo cái chiều này, nó hướng lên. Đây ạ, đang một bộ ngồng hoa. 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 11 cặp lạ. Hình này em để là 1 triệu đồng này. 1 triệu đồng. Tiếp theo là hình số 11 ạ. Hình 11 đây ạ. Hình 11 gồm 2 cây lá xếp V. 4, 6 cặp lá này. 2, 4, 6 cặp lá. Đây, nụ của nó này. Đây là cây thứ 2. 2, 4, 6 cặp lá. Cũng 6 cặp lá. Đây là một nụ này. Đấy, cây này cũng đang nụ nha các bác nhé. Hình này 2 cây 900.000.
hai cây xếp phê rất là đẹp. Hình 12 gồm một cây 500.000, hai vòi hoa này, hai vòi hoa rất là dài rồi. Đây là vòi thứ hai. 2 4 cây 5 cặp lá. Tiếp theo là hình số 13 là một cây 500.000. 2 4 5. Đây cũng đang vòi hoa này, cây này rất là đẹp. Xanh tươi đẹp luôn. Rễ của nó rất là khỏe này các bác này. Hình này 500.000, hình 13. Tiếp theo là hình số 14 ạ. Hình 14 bao gồm một cây này, 1 2 3 4 5 cặp lá. 380.000. Đấy, đang nụ hoa. 380.000 hình 14 này. Tiếp theo là hình 15. Hình 15 đây ạ. Hình 15 là một hình 500.000, gồm một cây 1 2 3 4 1 2 3 4 5 cặp lá. Hai vòi hoa, hai vòi hoa, một vòi hoa thứ nhất, vòi hoa thứ hai. Đang nụ rất là đẹp nhé. Hai vòi hoa đang nụ rất là đẹp. Hình này 500.000 này. Hình 15 này. Tiếp theo là hình số 16 ạ. 16 bao gồm một cây 450.000, một cây lá xếp này. 46 cặp lá này, một cây lá xếp đang nụ hoa. 450.000. Hình số 17 gồm một cây. Đấy, cây này thì 2 4 5 cặp lá. Hai vòi nụ rất là dài. 400.000 hình 17. 400.000. Tiếp theo là hình số 18 ạ. 18 là một hình gồm hai cây. Tất cả những cây này đều có nụ nha các bác nhé. Hai cây đều có nụ này. 2 4 5 cặp lá này. Đây, cây này đang nụ này. Cây thứ nhất. Đây là cây thứ hai, cũng là cây CP này. 2 4 5 cặp lá. Cũng đang nụ. Hình này 700.000, hình số 18. Tiếp theo là hình số 19 ạ. Hình 19 là một hình gồm hai cây, cũng 750 này. Đây là cây thứ nhất đang nụ này. Đây là cây thứ hai. Cây này em dính vào đằng sau này. Đây là cây thứ hai này. Cây này thì mặt đằng trước rất là đẹp. Các bác này có thể không nhìn rõ. Đây là cây thứ hai ạ. Em dính này khi gửi hàng cho các bác thì đảm bảo cho cây nó không bị lệch đi cây nào. Đấy, đang vòi nụ nhá. 750.000 hình số 19. Hai cây 2 4 cặp lá này. Đây đang cặp lá số 5 nữa này, hình 19 này. Tiếp theo là hình 20, là một hình gồm 2 cây 800.000. Hai cây khá là bự nhá. 2 4 cặp lá này, cây này khá là bự này. Đấy, đang nụ hoa. Đây là cây thứ hai. Cây thứ hai. Cây này còn hai vòi hoa cơ. 2 4 5 cặp lá. Đấy, hai cây bự này, 800.000. Chúng ta chỉ có 400.000 một cây. Rất là rẻ, hình 20 này. Tiếp theo là hình 21 gồm hai cây lá mít. Lá mít bản lá xếp rất là đẹp. Cây này 4 cặp lá này, xếp rụt luôn. Đấy. Và đang ngồng hoa nhé, ngồng hoa ở cái nách này. Đấy. Đây cây thứ nhất, còn đây là cây thứ hai. Đấy. Kiểu rất là cong và đẹp, cũng xếp rụt. Đấy, xi xít nhau. 2 4 5, 5 cây, 5 cặp lá. Hình này em để là 800.000, hình số 21, hàng đẹp luôn. Tiếp theo là hình 22, là một hình gồm hai cây. Hai cây lá xếp này, đây là cây thứ nhất, 4 cặp lá đang ngậm hoa. Đây là cây thứ hai, cũng 4 cặp lá đang ngậm hoa. Đây hai cây CP nhá, đẹp nhá. Đấy, hình này 750.000, hình 22. Tiếp theo là hình 23, gồm một cây 430.000. 2 4 5 cặp lá đang ngậm hoa này, cây lá xếp này, 430.000, hình 23. Tiếp theo là hình 24 ạ. 24 là một hình cây rất là bự này. 2 4 6 cặp lá này, nhưng cây này rất là bự, rễ rất là chắc chắn và khỏe khoắn này. Đấy, rễ đang bắt đầu mọc nhá. Và đang gồng hoa. Gồng hoa thì đang hơi nhỏ nhỏ một chút đây này. Đấy, các bác để ý. Gồng hoa. Hình này em để là 800.000. Hình này cây rất là lớn này, 800.000. Hình 25 gồm một cây cũng 800.000, 2 4 6 cặp lá, 3 vòi hoa. Đấy, 3 vòi hoa này. 800.000 hình 25. Hình 26 là một cây 550.000. 2 4 6 cặp lá. Đây, cây này 6 cặp lá này. Đang ngậm hoa này. 550.000. Đấy. Cây này là cây của rừng nên là nó bị sẽ bị cháy nắng. Đây là dấu hiệu của cháy nắng nhé các bác nhé, chứ không phải là cây bị bệnh ạ. Hình này 530.000, hình 26 này.
hình 27 gồm 1 cây 550.000. 2, 4, 5 cặp lạ. Đấy, đang ngầm hoa nụ rất là đẹp. Cây CP to, rất là to. Hình 27, 550.000. Tiếp theo là hình 28, gồm 2 cây 800.000. Cây thứ nhất, 5 cặp lá, 1 vòi hoa. Cây thứ hai cũng là cây lá xếp, là mít rất là đẹp. 4. Bên đây thì 6 cặp lá, bên đây thì 3 cặp lá, chắc nó hơi bị khuyết bên đây. Nhưng mà cây vẫn rất là đẹp. Đấy. Hình này 800.000, gồm 2 cây, hình 28. Tiếp theo là hình 29, gồm 1 cây 5 cặp lá, 2, 4, 6 cặp lá, đang ngồng hoa, 2 ngồng hoa, 450.000, hình 29. Hình 30 là một hình gồm 2 cây. Đây, cây thứ nhất này. Cây này cũng 2 ngồng hoa này. Cây này cũng 2 ngồng hoa này. 2, 4, 5 cặp lá. Đây, 750.000, hình 30. Hình 31 gồm 2 cây. Cây thứ nhất đang gặp lá thứ 5 này. Cây thứ 2 cũng đang gặp lá thứ 5. Đấy, cây này em để là 800.000, hình 31 này. Hai cây CP rất là đẹp. Hình 32 là một cây lá xếp lá mít rất là đẹp này. Một ngồng hoa, năm vừa rồi cho 4 ngồng hoa này. Đấy, thế của nó là cái thế khá là cong. Hình này em để là 600.000. Hàng này cây lá ngắn rất là đẹp này. 600.000, hình 32. Tiếp theo là hình 33 là một hình gồm 3 cây 600.000. Đây là cây thứ nhất này, đang ngồng hoa này. Cây thứ hai này. Cây thứ hai, cái này đang 2 ngồng hoa này. Và đây là cây thứ ba. Cây thứ ba là một cây thì nó cây to, nó bị mất đầu ngọn và nó đẻ ra một cây con. Cây con của nó năm nay thì cũng đang nụ hoa rồi. Đấy, ba cây này đều có 3 nụ hoa nhé. Và hình này em để là 600.000. 600.000, hình số 33 này. Tiếp theo là hình 34 ạ, là hình gồm 1 cây 2, 4, 6 cặp lá. 1 cây. Đây đang ngồng hoa này, 1 ngồng hoa. 2 ngồng hoa. Em mới xem sơ qua là 2 ngồng hoa. Hình này 400.000. Tiếp theo là hình 35, là một hình gồm 3 cây. Đây là cây thứ nhất này. Cây này xem nào, có ngồng hoa chưa? Cây này, đây cây này đang ngồng hoa ở dưới ạ. Đây là cây thứ hai ạ, cũng đang ngồng hoa chứ không nhá. 4 ngồng 4 cặp lá này. Đây là cây thứ ba này, cũng đang ngồng hoa. Hình này 900.000. 900.000 3 cây này. Hình 35 900.000 gồm 3 cây. Hình 36 là một hình gồm 2 cây 750.000. 2 4 5 cặp lá, 2 4 5 cặp lá này, đang ngồng hoa này. Đây, 2 4 5 cặp lá cũng đang ngồng hoa nhé các bác nhá. Hai cây lá xếp rất là đẹp, 750.000, hình 36. Tiếp theo là hình 37 là một cây gồm cây lá mít này. Đấy, bản lá xếp rất là đẹp. 2 4 đang cặp lá thứ 5. Và đang ngồng hoa. Đây đang ngồng hoa ở nách này. 400.000, hình 37. Tiếp theo đây là hình số 38, là một cây gồm 2 4 5 6 đang cặp lá 6. Đây, bên đây thì 6 cặp lá, bên kia là 4 cặp lá. Đấy, đang ngồng hoa nhá. Hình này em bán là 500.000, hình 38. Tiếp theo là hình số 39 ạ, 700.000, gồm 2 4 5. 5 cây 5 cặp lá này. Còn đây là 2 4 cũng đây là cây này 5 cặp lá và đều đang nụ hoa nhá. Hình này em bán là 700.000, hình 39. Đây, hình này khá là rẻ này. Tiếp theo đây là hình số 40, là một hình 850.000. 2 4 5 cặp lá. Hai cây này khá là bự này. Đây, ngồng hoa của nó đây. Tiếp theo là cây thứ hai. Này 2 4 cũng 5 cặp lá. Đây, ngồng hoa dài như vậy rồi. 850.000. Hình này xếp rất là đẹp. Hình số 41 là một hình gồm 2 cây 780.000, hình số 41. 2 cây 2 4 5 cặp lá. Đã cặp lá số 5 này. Đây là vòi hoa của nó này. Đây là cây thứ hai. Cũng 4 cặp lá. Đây ngồng hoa đấy ạ. Hình này là 780.000. Và cuối cùng là hình số 42 là một cây lá xếp rất là đẹp. Năm vừa rồi cho 1 2 3 vòi hoa. Cây này thì hiện tại em đang đếm là có 1 này, 2 vòi, 3 vòi, 3 vòi hoa nha các bác nhé. Hình này em để là 600.000. Hình này đang 3 vòi hoa này, 600.000. Hiện tại thì em phân ra có 42 hình hoàng nhạn tháng 8. 42 hình hoàng nhạn tháng 8.
bám vào những cái hàng cây đơn lẻ như vậy. Các bác ưng hình hay là các bác thích đặt hàng cây lẻ bảo em sẽ nhận cho các bác tất cả những cái đơn hàng ngày hôm nay, thì em sẽ cố gắng đóng trả đơn cho các bác. Tuy nhiên thì cũng nói qua là hôm nay là hôm thứ bảy, và bây giờ là cũng là đã đầu giờ chiều thứ bảy rồi. Và nếu chiều hôm nay mà em đóng hàng không kịp ấy, những đơn hàng mà em đóng không kịp, thì em xin phép là các bác là đến hôm thứ hai em sẽ gửi hàng cho mọi người nhé. Bởi vì những cái dòng này thì các bác yên tâm, em sẽ lưu ý là để riêng để quạt khô cho các bác rồi trước khi gửi hàng, và thứ hai để trước khi đóng hàng thứ hai gửi hàng thì em mới đóng hàng gửi cho mọi người nhé. Nên các bác đảm bảo yên tâm là cái hàng này không vấn đề gì. Hàng này thì bọn em chuyển hàng thì bán hàng thì bọn em bán cả hàng toàn quốc, cả thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở ngoài miền Bắc mình. Nên các bác yên tâm, một số bác thành phố Hồ Chí Minh có hỏi là có chuyển hàng vào miền trong hay không, thì em có nói qua là em vận chuyển hàng toàn quốc nhé. Và hình thức của nhà em là ship code, nghĩa là khi các bác nhận hàng thì mới thanh toán cả tiền hàng và tiền cước cho bên bưu điện. Tiền cước thì các bác chi trả. Và cuối cùng thì xin chào tất cả các bác, chúc các bác một buổi chiều, một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và thật nhiều niềm vui. Xin chào tất cả mọi người.